Đây là quả mít Thái. Quả mít Thái nhà, nhà trồng. Trồng mãi mới được có cái mít ăn. Đây có một cái nữa. Hơi nhỏ. Quả này phải 5 kg. Quả này khoảng 5 kg. 5-6 kg, 5 kg. Quả này nhà trồng mới mang ở Lâm Đồng lên. Quả này giờ Cắt cái chỗ này để thăm nó có già chín chưa. Đây là thơm rồi, mới chín cây. Ngon lắm đó nha. Xanh cái cây của đây, con này của anh đi. Giờ bộ biết kiểu gì, bộ dọc luôn nha, bộ nửa quả luôn. Đây nha, đây cái đầu trước nha. Im lặng nè. Rồi coi được dao ạ. Wow. Mát ngon. Bỏ tay ra con. Mít này là vừa chín. Ngon bạn. Chắc là cũng được. Mít này vừa chín nên còn mủ. Quay vào cái trời ơi. Ngon lắm á. Mít của ai vậy? Mít nhà trồng không thuốc. Đây, không thuốc tự nhiên. Ngon lắm á. Đây có một con dao nha. Đây có một con dao nha, sao nói vậy ta? Con dao đứt tay á. Dao là đứt tay luôn. Đứt tay, đứt tay luôn đó. Sao thích ăn mít không? Chết à. Tối mình tối cho nên ăn một ít thôi, ăn một nhiều ít nặng bụng lắm. Các bạn ăn mít cùng với em không? Các bạn muốn ăn mít cùng với em là thả tim cho em nha. Các bạn thả tim vào cho em nhiều like nha. Cũng được đó chứ. Qua nhìn quá hấp dẫn luôn. Đây. Vô con bỏ. Test thử muối chỗ này nha. Cái muối này nó chưa hư. Đây sẽ test thử cho. Qua cái sơ nó cũng vàng luôn. Quả này bao ngon luôn đấy. Không. Không. Cắt cái này luôn đi. Ngon quá. Yêu cây con đi. Rồi, ngon lị mà. Mít mới chín nên mủ nó còn nhiều. Có nhiều đâu ít thôi. Quả này là chín đầy là ăn ngon. Cái này cái con thôi chứ chưa. Mới già thôi chứ chín. Quả này là hôm hái về là chín cây rồi. Mẹ ơi, con cây cho ba cây rồi. Con cây ba. Dạ. Còn liệm mà. Đẹp miếng thôi là gì? Đẹp trên gì? Ngon quá rồi, mời cả nhà ăn nào. Bây giờ mình xuống mình ăn thôi. Sườn mít đây.